Chào mọi người, mình đang ở đây là thị trấn Đầm Dơi của huyện Cà Mau. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2021, thì Cà Mau thực hiện áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ về việc giãn cách và phòng ngừa Covid-19. Bình thường thì nơi này là trung tâm của thị trấn Đầm Dơi, rất là đông người. Sáng chẳng hạn như quán cà phê này nè, sáng là khách rất là đông. Đầu bên này cũng vậy. Nhưng hôm nay thì rất là vắng vẻ, không có bóng người. Thỉnh thoảng mới có một vài người đi qua lại. Đó, mấy anh công an văn phòng đi dạo. Chắc mình sẽ làm một cái video dạo quanh cái thị trấn này để cho mọi người thấy. Từ đây thì ra chợ Đầm Dơi nó khoảng 200m ha, 200m. Chỗ đây là cái chợ Lồng Mới. Chợ Lồng Mới thì xây dựng lên đó nhưng chưa có ai buôn bán gì. Bây giờ để mình vô nhà lấy khẩu trang, mình dạo ra chợ một vòng, quay video coi cái cảnh chợ Đầm Dơi, thị trấn Cà Mau, thị trấn Đầm Dơi ở Cà Mau, xem thử là cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì nó ra làm sao.